Xin chào các bạn. Do có một số bạn yêu cầu, vậy nên hôm nay mình sẽ bung cái bút vẽ 3D này ra. Cái này mình mở hộp ở video lâu lâu rồi. Cái bút 3D này nó dùng cái nhựa in, cái nhựa PLA của máy in 3D bình thường. Ở đằng sau này nó giảm tốc này để đẩy vào trong này, nó đẩy cái nhựa 3D, cái nhựa PLA đấy, cái rách này để cấp nguồn. Đây là cái mạch của nó này. Trên này cái đầu đốt mình sẽ bung cái này ra xem. Cái đầu này nó dùng dây may so các bạn, như của mỏ hàn ấy. Cuốn vào một cái lõi sứ. Mình sẽ bung thử giảm tốc này ra. Đó là cả một cái cục này luôn. Cái này kết cấu của nó phải đưa vào trong này. Con bấm nút này. Đấy, quay như vậy. Lùi. Đây là cái mạch điều khiển của nó. Nó hàn vào cái đầu này. Nó có hai lớp lại nữa. Bốn điểm hàn dây may so luôn. Hai mặt trên này và hai mặt dưới này. Mình không thể gỡ ra được. Gỡ ra hỏng mất. Như vậy, mình đã bung xong hết cái bút 3D này rồi.